Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online. Hôm nay chúng ta sẽ học xong bài số 1 trong bộ giáo trình là học tiếng Trung giao tiếp cơ bản. Và trước khi bắt đầu vào bài học ngày hôm nay, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh YouTube học tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung Channel Master. Đó chính là nút subscribe. Các bạn ấn vào subscribe kênh YouTube học tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung Channel Master. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học ngày hôm nay luôn. Bài học ngày hôm nay là bài số 1. Mỗi bài học chúng ta sẽ học 15 câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản nha. 15 câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản. Và câu số 1 chính là Ni hao. Ni hao có nghĩa là xin chào. Các bạn để thấy là Ni hao nó có hai thanh ba đi với nhau, hai âm tiết mang hai thanh ba đi với nhau, đi liền với nhau thì chúng ta phải biến điểm đó đi. Thì đọc sẽ thành là Ni hao. Đó, Ni hao. Ok. Và tiếp theo câu thứ hai là chính là gì nhỉ? Ni hao ma. Đó, Ni hao ma có nghĩa là bạn khỏe không? Ni hao ma. Ni hao ma. Bạn khỏe không? Ni hao. Ni hao ma. Ok. Tiếp theo câu số 3 này. Câu số 3 là gì nhỉ? Sức khỏe bố mẹ bạn tốt không? Ni ba ba ma ma shen ti hao ma? Ni ba ba ma ma shen ti hao ma? Sức khỏe bố mẹ bạn tốt không? Ni ba ba ma ma shen ti hao ma? Đó. Ok. Tiếp chúng ta sang câu số 5. Hôm nay công việc của bạn bận không? Jin tian ni de gongzuo mang ma? Jin tian ni de gongzuo mang ma? Hôm nay công việc của bạn bận không? Jin tian ni de gongzuo mang ma? Ok, tiếp câu số 6 này. Hôm nay công việc của tôi không bận lắm. Jin tian wo de gongzuo bu tai mang. Jin tian wo de gongzuo bu tai mang. Hôm nay công việc của tôi không bận lắm. Chúng ta sang tiếp câu số 7. Ngày mai anh trai bạn bận không? Minh tian ni ge ge gongzuo mang ma? Minh tian ni ge ge mang ma? Hoặc là minh tian ni ge ge gongzuo mang ma? Là ngày mai anh trai bạn bận không? Hay là ngày mai anh trai bạn công việc bận không? Ok, tiếp này câu số 9. Hôm qua chị gái bạn đi đâu? 昨天你的姐姐去哪儿? 昨天你的姐姐去哪儿? Ok, chúng ta đọc một mạch nha. 昨天你的姐姐去哪儿? 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 Tiếp theo này, các bạn mới bắt đầu học thì các bạn không cần thiết phải nói nhanh quá. Các bạn nói từ từ chậm rãi, miễn sao mình phát âm chuẩn, chính xác, từng âm tiết một là ok. Và sau đó khi mà các bạn đã thạo rồi, thạo phát âm tiếng Trung rồi thì các bạn có thể nói nhanh được. Đó, mà mình khuyên chân thành các bạn là mới bắt đầu học tiếng Trung thì chúng ta chưa cần thiết phải nói nhanh vội nha. Tiếp này, câu số 11 này. Chị các bạn đến nhà cô giáo làm gì? 你的姐姐去老师家做什么? 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 Ok, tiếp này. Câu số 12. Chị gái tôi đến nhà cô giáo học tiếng Trung. 我的姐姐去 lão sư gia xue hàn yu. Wo de jie jie qu lão sư gia xue xi hàn yu. Chúng ta dùng từ xue là xue xi đều ok. Xue là học, còn xue xi là học tập. Học tập tức là học và hành, học và thực hành luôn. Xue hay là xue xi đều ok. Xue hàn yu hay là xue xi hàn yu. Chúng ta sẽ nói là wo de jie jie qu lão sư gia xue xi hàn yu. Wo de jie jie qu lão sư gia xue xi hàn yu. Ok, tiếp câu số 13. Nhà cô giáo bạn ở đâu? Ni lão sư gia zai na? Ni lão sư gia zai na? Hay là ni lão sư gia zai na li? Ok. Chúng ta dùng từ na hay là dùng từ na li đều được. Người Trung Quốc đại lục họ dùng từ na nhiều hơn, và người Trung Quốc Đài Loan họ dùng na li. Ni lão sư gia zai na li hay là ni lão sư gia zai na li. Ok, tiếp này. Nhà cô giáo tôi ở trường học. Wo lão sư gia zai xue xiao. Wo de lão sư gia zai xue xiao hay là wo lão sư de gia zai xue xiao. Hoặc là wo lão sư gia zai xue xiao. 我老师家在学校. Này, nhà cô giáo tôi ở trường học. 我老师家在学校. Ok, tiếp đến đầu nhà câu số 14 này. Câu số 14 chúng ta vừa nói xong rồi đúng không? Là câu số 15 bây giờ. Trường học của bạn ở đâu? 你的学校在哪儿? 你的学校在哪儿? Trường học của bạn ở đâu? 你的学校在哪儿? Đó, hay là 你的学校在哪里? Được, được. Chúng ta dùng từ nào hay là nào đi, nó đều có chung một ý nghĩa là ở đâu? Ni de xuexiao zai na hay là ni de xuexiao zai na li? Ni de xuexiao zai na? Ni de xuexiao zai na li? Đấy là 15 câu tiếng Trung giao tiếp hôm nay chúng ta vừa học xong. Đó. Chúng ta sẽ tổng kết lại nhá. Thì câu số 1 này, mình sẽ đọc liền. Ni hao. Đó, là xin chào. Ni hao ma? Bạn khỏe không? Tiếp là câu số 3 này. Ni ba ba ma ma shen ti hao ma? Ni ba ba ma ma shen ti hao ma? Câu số 4 này. 我爸爸妈妈身体都很好。我爸爸妈妈身体都很好。 Câu số 5. 今天你的工作忙吗? 今天你的工作忙吗? Câu số 6.
今天我的工作不太忙。今天我的工作不太忙。我说白，明天你哥哥忙吗？明天你哥哥忙吗？明天我哥哥很忙。明天我哥哥很忙。我说秦，昨天你的姐姐去哪儿？昨天你的姐姐去哪儿？昨天你的姐姐去哪儿？我说妹，昨天我的姐姐去老师家。昨天我的姐姐去老师家。昨天我的姐姐去老师家。郭明白，你的姐姐去老师家做什么？你的姐姐去老师家做什么？郭明汉，我的姐姐去老师家学习汉语。我的姐姐去老师家学习汉语。郭明白，你老师家在哪儿？你老师的家在哪儿？还有你老师家在哪儿？郭明白，我老师家在学校。我老师的家在学校。郭明白，你的学校在哪儿？你的学校在哪儿 ？OK， vậy là hôm nay chúng ta vừa kết thúc xong 15 câu tiếng Trung sắp xếp cơ bản, rất là thông dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đó. Và các bạn cố gắng về nhà dành ra mỗi ngày 15 phút để tự học tiếng Trung sắp xếp cơ bản. Đó. Và trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh YouTube học tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung Chinese Master, hay còn gọi là subscribe kênh YouTube học tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung Chinese Master. Ở ngay bên dưới các bạn thấy là có cái nút subscribe. Hay là nút đăng ký màu đỏ, các bạn ấn vào đó là ok. Ok, vậy là chúng ta sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay tại đây. Và hẹn lại các bạn trong video bài giảng tiếp theo. Chào các bạn.